X88 Nhà đất Hải Phòng kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại khu phố Lạch Chay và đang được giao bán với giá 4,6 tỷ. Căn nhà chính chủ có 5 tầng kiên cố, độc lập, diện tích 51m². Căn nhà là siêu phẩm khách sạn mini cho gia đình, tọa lạc tại vị trí cực đẹp và độc. Lô góc 3 mặt thoáng, ngõ to, nông. Nhà xây độc lập, kiên cố. Nhà bao gồm 5 tầng được chia thành 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 8 nhà vệ sinh, 7 phòng ngủ, phòng thờ và sân phơi. Tất cả đều được thiết kế tối ưu nhất công năng của ngôi nhà. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Tầng 1 của căn nhà được chia đôi sử dụng làm phòng khách và phòng bếp. Khu vực bếp được thiết kế hệ thống tủ kệ bắn tường giúp cho căn bếp trở nên gọn gàng và tiện lợi. Để tối ưu diện tích của khu vực tầng 1, nhà vệ sinh được thiết kế tận dụng không gian dưới cầu thang. Hệ thống cầu thang ôm theo khuôn của ngôi nhà dẫn lên tầng hoàn toàn chắc chắn. Trên khu vực tầng 2, tầng 3 và tầng 4, mỗi tầng được chia thành 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh khép kín được lắp đặt đầy đủ, tiện lợi. Phòng ngủ có lắp đặt cửa sổ khéo léo giúp cho căn phòng dễ dàng đón nhận những cơn gió mát lành và những nguồn ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Tầng trên cùng có 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh khép kín. Cùng với đó là khu vực phòng thờ, sân phơi, lan can và hệ thống giếng trời tạo cho không gian rộng rãi và sáng sủa hơn. Chỉ với 4,6 tỷ là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà 5 tầng vô cùng tuyệt vời. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.